Vâng, xin chào các bác. Mấy bác hỏi em con súp nhá. Đây, đấy, thì em tiếp tục lên cho các con súp. Hôm trước thì có bác khách thì bay chốt con súp vàng kia rồi. Đấy, còn con súp xám này thì cũng một bác bay cũng lấy. Đấy, bác bảo là để cho anh. Đấy, nhưng mà lúc mà xem lại thì hỏi bác cũng cọc tiền rồi. Đấy, xong mới hỏi là thích súp như bác là súp điện này là súp hơi đấy. Thế là bác bảo là cái con này anh là Onkyo, súp chân này. Thì nếu cũng xem ra hóa ra là nhà bác con X7A là con X7DV thì cái dòng đấy nó lại không cắm được các bác nhá. Cái súp này của nó là súp chân cài đấy, nên là các bác phải lưu ý nhá. Bác nào mà mua những cái dòng súp này là phải để ý, hết sức để ý cho em đấy, để tránh trường hợp như bác vừa rồi đấy, cọc tiền xong em đã phải chuyển trả lại cho bác ấy. Đấy, lúc mua thì em có hỏi kỹ rồi là nhà bác là máy như thế nào, có cắm được không như nào đấy, thì là có thể là bác cũng chưa hình dung ra được là cái súp nó như vậy. Đấy, đến lúc mà xem kỹ rồi thì bác biết là cái súp nhà mình là không phù hợp. Đó. Súp thì nó vô vàn loại súp các bạn, rất nhiều loại súp. Đấy, tuy nhiên thì mình phải để ý xem là nó có hợp với súp mình không. Chân của các bác nó là chân hoa sen thì mình phải dùng dùng những con súp điện. Đấy, còn nếu như súp của các bác là dòng súp hơi thì mình có thể dùng đánh những con súp này. Đấy, mình phải nghiên cứu rất là kỹ. Công suất của súp thì nó là khoảng 120W các bác nhá, tức là công suất cực đại của nó lại maximum ấy là 120W và min của nó là 60. Tức là nó đánh giới hạn nhỏ nhất là 60W, còn max của nó lên tới là 120W. Đấy. Trở kháng của nó 6 ohm. Con này thì mã của nó DSVK70. Đấy. Hàng nguyên zin các bác nhá, hàng nguyên zin luôn, tất cả hàng nguyên zin luôn. Đẹp lắm, con súp này nói chung là đẹp. Đấy, còn các bác không thích màu này thì mình cũng có thể đổi màu nhá. Mình có thể dán lại sang cái màu khác, dán rất đơn giản thôi. Đấy, các bác ra các cửa hàng xe máy người ta dán tầm khoảng 3 phút xong. Chiều cao của con súp này thì nó rơi khoảng là 42. Đấy, chiều rộng của nó là 13.5. Và chiều sâu của nó là 30. Đấy, thì nhiều bác thắc mắc là thế tại sao lại tính chiều này là chiều sâu, đáng nhẽ súp thì phải quay mặt như thế này. Đúng không ạ? Đấy, nhưng mà không ai người ta để súp quay hướng mặt nhảy các bác nhé. Súp là phải để bên cạnh như thế này. Đấy, để nó đánh tỏa sang bên, chứ không ai súp đánh trước mặt các bác nhá. Súp mà đánh vào trước mặt nghe nó hay bị mệt, các bác nghe lâu nó sẽ bị mệt. Đấy, Nhật người ta thiết kế nó đều có sự tính toán cả các bác nhá. Đấy, logo nó phải quay về phía trước, súp sườn là phải đánh sang bên cạnh. Đấy, thì cái âm nó tỏa ra nghe nó mới hay. Còn các bác mà để đối diện như này nhá, nó sẽ bị gì ạ, nó sẽ bị tiêu âm hết và nó triệt âm so với cả những con loa kia của nó, và nghe nó sẽ rất là khó chịu, nghe lâu cực kỳ khó chịu. Đấy, và con này thì em có bỏ cái căng sẵn ra đây rồi. Đấy, thì để các bác xem luôn, cho các bác xem luôn là hàng nó nguyên zin như thế nào. Đây, cái này thì em bỏ sẵn ra rồi. Còn của nó căng này nó sẽ đậy sát phẳng cơ. Căng của nó đậy nó sẽ phẳng lì với cả cái vỏ này nhá. À, đây em mở sẵn này, các bác có thể xem được con bát bên trong luôn. Đây, các bác nhìn giúp em này. Hàng nguyên zin của nó này, cái dòng gân này nhá. Nó là gân cao su và rất là dày. Đấy, thì nhiều bác thắc mắc là tại sao súp lại không dùng gân vải mà lại dùng gân cao su. Bởi vì súp nó cần cái độ căng các bác nhá, nó cần một cái lực rất là căng và đánh tiếng nó phải giòn. Súp nó là như vậy, trầm nó phải ra trầm, trầm nó phải khỏe và nó có cái độ ấm và nó có cái độ căng. Trầm như vậy nghe nó mới hay được. Đấy, thì đây này, tất cả những con trầm của nó các bác nhá, các bác để xem nó đều là dòng gân cao su và rất là dày. Đấy, gân này thì chỉ dành cho súp thôi chứ không dành cho loa được. Các bác nghe gân này mà theo loa thì đánh nó khô. Đấy, nhưng mà khi đánh vào trầm thì lại rất là hay. Tiếng nó giòn và nghe nó ấm. Nói chung là nghe nó sướng lắm, nó khó khó tả lắm, âm trầm nghe nó phê lắm. Đấy, hàng nguyên bản nguyên zin các bác nhé, 100% luôn, cam kết các bác về được quyền kiểm tra thoải mái, không đúng nguyên zin gửi trả lại hàng cho em, được chưa ạ? Đấy, bát này của nó thì nó rơi khoảng bát 16 các bác nhé, tiêu chuẩn này. Đấy, nó khoảng bát 16 này, đo đúng tiêu chuẩn nó khoảng bát 16. Tiêu chuẩn ở đây đó là tiêu chuẩn của hãng nha, chứ không phải tiêu chuẩn của nhà em nhá. Đấy, đây khi đậy căng lại nó sẽ là như thế này. Đây các bác đem tím đậy hai tay nhé, một tay nó hơi hơi khó đậy. Đấy, các bác đậy phẳng lại tí nữa, nó sẽ rất là phẳng nhá. Đấy, tí tí em sẽ ấn nó vào nó sẽ phẳng hơn nữa. Đó, nó sẽ phẳng lì như này và nhìn rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, cái căng này thì các bác có thể giặt nhá. Các bác nếu mà không thích nó kiểu như này mình có thể giặt đi. Giặt thì nó mới kính cong luôn, nhìn nó bóng lừ luôn. Đẹp lắm. Cái chất liệu vải của Nhật nó rất là xịn.
Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em để em gửi hàng nhá. Súp này thì để các bác 850 thôi nhá, 850k. Bác nào chốt thì alo cho em. Vâng, xin chào các bác.